ta sẽ cùng trải nghiệm cái cảm giác lái của chiếc Cayenne Coupe này. Chìa khóa đây, chúng ta chỉ cần chìa khóa đây và chúng ta sẽ nhấn nút khởi động xe. Rồi, một âm thanh trầm ấm và có phần uy lực đúng chất Porsche đã vang lên. Chúng ta sẽ thắt rèn toàn và cầm lái cái mẫu xe giàu tính nghệ thuật này của Porsche. Bây giờ chúng ta sẽ thử cảm giác lái của chiếc xe này. Cái khả năng nâng hạ gầm để phù hợp với từng loại địa hình, khả năng điều chỉnh cái hệ thống treo, cái độ tối ưu hóa cái khả năng vận hành của xe, thì chiếc Porsche Cayenne còn được trang bị rất là nhiều công nghệ, chẳng hạn như là công nghệ hỗ trợ start stop, tức là dừng xe, khởi động, và chức năng chạy trớn hoặc là chống trôi khi dừng xe ở ngang dốc. Đây đều là các cái công nghệ mà rất là hữu ích trong quá trình vận hành. Cayenne Coupe là một chiếc xe địa hình nhưng có cảm giác lái thể thao, đem lại một cái cảm giác hưng phấn, cái cảm giác rất là riêng, tạo nên cái sự phấn khích cho người lái. Đặc biệt với cái hệ thống treo khí nén ba buồng được trang bị cho chiếc Cayenne Coupe, thì khi mà chúng ta điều chỉnh giữa các cái chế độ lái như là Normal, Sport, Sport Plus hoặc là Individual, thì thứ nhất là cái đặc trưng cái ống xả, cái tiếng bô của xe nó sẽ thay đổi. Thứ hai là cái gầm xe nó sẽ được nâng hạ một cách tương ứng. Bên cạnh đó thì hệ thống treo nó sẽ làm việc, tức là nó siết cứng hệ thống treo để chúng ta có cái cảm giác chân thực và cái vận hành xe ở cái mức tối ưu nhất, đặc biệt là ở cái tốc độ cao. Vô lăng của xe cũng là vô lăng trợ lực và được cảm biến theo tốc độ. Dĩ nhiên một chiếc SUV gầm cao như thế này thì không thể nào so sánh về cảm giác lái so với một chiếc siêu xe như 911 cũng trong gia đình Porsche. Tuy nhiên thì Cayenne vẫn là một mẫu xe rất là đáng để cầm lái và rất là đáng để bạn thử thách cái trải nghiệm cái tay lái của mình. So với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc thì rõ ràng cảm giác lái của Cayenne nó vượt trội và nó có sự khác biệt theo đúng cái thế mạnh lâu nay của Porsche. Một chiếc xe có trọng lượng khoảng 2 tấn nhưng cái khả năng tăng tốc, khả năng ôm cua, khả năng bám đường đều ở cái mức gần như là lý tưởng và thậm chí là đáng ngạc nhiên với một cái mẫu xe như thế này. Ngoài ra thì một cái điểm mạnh của xe này như tôi đã nói đấy là cái việc cái sự hoạt động vô cùng hiệu quả của hệ thống treo khí nén và tất cả các cái công nghệ được trang bị trên xe, cũng như là cái độ chắc chắn của khung gầm. Thì mỗi khi chúng ta chuyển làn hay là đánh lái vào cua, ngay cả tốc độ thấp, tốc độ cao, thì chiếc Cayenne Coupe đều hoạt động một cách rất là chính xác và chúng ta không có cảm giác bị lệch, bị chòng chành, bị thừa lái hay thiếu lái, mà nó là cái sự chính xác, sự thấu hiểu người lái một cách tối ưu. Thành ra là người lái gần như không phải hoạt động hay làm việc quá nhiều, quá vất vả với mẫu xe này. Việc duy nhất họ phải làm đấy là tận hưởng cái cảm giác thư thái và cái sự hưng phấn đằng sau cái cỗ máy V6 3.0 340 mã lực này thôi. Và tôi tin rằng các bạn được ngồi sau vô lăng của các mẫu xe Cayenne Coupe có công suất mạnh hơn, như là tôi đã nói, cái bản 550 mã lực, thì tôi nghĩ rằng là cái sự hưng phấn mãnh liệt hơn, nó còn gây nghiện hơn là cái mẫu xe như thế này.